Thiết bị điện tử công nghệ cao, hotline 0865 618 226. Xin chào tất cả mọi người đang xem video clip này nhá. Thì hôm nay mình làm một video clip ngắn để hướng dẫn cho những quý khách hàng đã mua hàng bên mình mà chưa biết cách sử dụng của chiếc camera siêu nhỏ V100 này nhá. Đó, 6 mắt hồng ngoại quay đêm. Rồi thì hôm nay mình sẽ làm một đoạn video ngắn để hướng dẫn nhé. Đó. Thì trước tiên để sử dụng được cái sản phẩm này thì các bạn tải giúp mình một cái ứng dụng. Đó. Đây. Các bạn nào dùng iPhone thì các bạn vào cả Apple Store nhé. Bạn nào dùng Samsung này vào CH Play nhé. Tải ghi cho mình ứng dụng là Lookcam. Đó, các bạn tải cho mình ứng dụng đầu tiên này về nhé. Đó, khi tải xong thì các bạn thoát ra ngoài. Đó. Thì các bạn đấu hai cái dây này vào. Một dây đỏ, một dây đỏ, dây đen, một dây đen á. Thì các bạn đấu vào. Đó, sử dụng cái này rất là đơn giản thôi. Đó. Thì khi các bạn cắm vào nhá thì nó sẽ sáng cái đèn màu đỏ đây này. Đó, các bạn nhìn bên trong nó sáng cái đèn màu đỏ nhá. Đó. Đây thì các bạn ấn vào mục tìm wifi của điện thoại. Tìm wifi của điện thoại này. Đó, các bạn đợi một chút thì chiếc camera này nó sẽ phát cho mình một cái wifi mã là F0 và một dãy số. Thì các bạn kết nối với wifi đấy rồi vào ứng dụng xem là xong không. Đó. Đó, thì chiếc camera này nó sẽ phát cho mình một cái wifi mã là F101 F15065 này. Đó thì các bạn kết nối vào. Ấn vào nhé. Đó, khi kết nối xong nó hiện dấu tích ở đây thì các bạn thoát ra ngoài màn hình chính. Đó, vào giúp mình cái ứng dụng là Lookcam. Đó. Đó, các bạn ấn cam giúp mình. Đó, thì chiếc camera này nó có một cái màn hình là online này, các bạn ấn vào chọn cam. Đây. Đây mình sẽ bóc một cái lớp bóng đây này. Đây, mình sẽ bóc bóc một cái lớp bóng này ra cho nó nét nha. Đó. Các bạn thấy chưa, hình ảnh rất là rõ nét nha. Đây là mình đang quay ở ban đêm đấy, là hình ảnh nó sẽ không không được rõ nét bằng ban ngày. Đó, nhưng mà vẫn rất là rõ. Đó, hình ảnh nó có chỉnh rất là nhiều chế độ nha. Đó. Đó, nó chế độ là 2K, 4K, 1080 này. Đó, mình sẽ chọn là 4 4K cho rõ nét. Đó. Chiếc camera này quay hình có tiếng luôn. Alo alo. Alo alo. Alo alo. Đó, các bạn quay lại này. Đó. Mình sẽ hướng dẫn nhanh cho các bạn cách để các bạn xem từ xa nhé. Đấy, các bạn ấn vào hình cài đặt này. Chọn cho mình cái tên là device setting. Đó, sau các bạn chọn cho mình cái tên wifi là wifi setting. Đó, thì chiếc camera này nó sẽ tìm ra một cái wifi nơi các bạn đang đặt chiếc camera này. Đó, là wifi nhà mình đang đây là Ahui camera này. Thì các bạn ấn vào. Sau các bạn nhập mật khẩu wifi vào là xong. Đó, nhập mật khẩu wifi vào sau các bạn ấn ok là xong. Là các bạn đi đâu các bạn cũng có thể xem được trực tiếp từ xa luôn nhé, không giới hạn khoảng cách. Đó, sử dụng chiếc camera rất là đơn giản thôi. Thì mình làm một video đoạn video clip ngắn này để hướng dẫn cho những cái khách hàng đã mua hàng bên mình, thì chỉ cần xem video clip này của mình một lần là có thể sử dụng thành thạo ok rồi nhé. Đó, thì bạn nào đang quan tâm đến cái dòng camera này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0865 618 226, kết bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn miễn phí cho các bạn. Đơn vị mình có hai cơ sở thứ nhất ở Hà Nội và cơ sở thứ hai ở Sài Gòn. Thì bạn nào ở gần hai cơ sở này thì có thể đến bên mình kiểm tra, test hàng và thử hàng trực tiếp. Bạn nào ở xa mà không đến được thì đơn vị mình sẽ ship hàng toàn quốc cho các bạn. Các bạn nhận hàng được bóc hàng ra kiểm tra và thử hàng đúng như video mình vừa rồi mình đang test cho các bạn. Thì các bạn thanh toán tiền mà không đúng như video mình đang quảng cáo vừa lấy thì các bạn hoàn về cho mình và không mất một đồng tiền phí nào cả. Đó, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.